几个人了。往后聊找不好，我到哪小？没几个，没几个，都不够。要再买点不行，得给少好像。Hôm nay thì chuẩn bị thanh minh cho nên là rau thì cũng có thể bắt đầu trồng được rồi. Nhà em sẽ bắt đầu trồng trước từ những cái loại rau dễ trồng khi mà thời tiết còn lạnh, ví dụ như là khoai tây hoặc là tỏi. Còn ba chồng em thì đang ở bên ngoài, ba đang sửa soạn lại cho hai cái dây nho móng tay nè. Thời tiết lạnh cho nên là người dân ở chỗ em và mùa đông sẽ tủ gốc nho như vậy nè. Cho nên là đợt trước em đi móc nho thì cả nhà mình nói sao em không lấy kéo cắt để khỏi hư dây nho. Thực chất ra là người ta tỉ là người ta chỉ giữ lại cái gốc thôi. Mùa đông ở chỗ em rất là lạnh, có tuyết nè, rồi đất đóng băng, với lại khí hậu rất là khắc nghiệt luôn. Cho nên là người dân đều phải tủ gốc tắp, gốc rơm hoặc là gốc gì đó vào bên trên để giữ cho gốc nho không có bị lạnh cống. Vậy là những gốc nho này đã có áo ấm để sống sót mạnh mẽ qua mùa đông. Có ai còn nhớ cái vườn hành năm ngoái bị bỏ không không? Vì năm vừa rồi thì hành rất là rẻ nên là người nông dân không có bán được, bỏ bạc ngàn luôn. Vào mùa đông thì lá hành đều bị khô héo hết trơn. Và đây là lúc những con cừu đến đây ăn những cái lá khô nè. Các bước trồng khoai ở nhà em để cho khoai tây nó tốt thì ba chồng em sẽ làm luống trước, cuốc cho đất ở khu vực đó nó mềm trước. Sau đó thì sẽ rải phân, rồi cuốc cho phân hòa lẫn chung với đất. Chứ nếu như mà phân nằm một chỗ thì sợ nóng, nó sẽ không có phát triển cây tốt. Cái này trồng càng xa thì mai mốt củ nó càng lớn, lại mọc càng nhiều á. Chỗ này là nhà em trồng sẽ thưa ra một chút nha. Khai sửa hoa là xá đâu nào. Ba chồng em cái gì mà còn sức còn làm được á là không có chịu để cho ai phụ đâu. Kiểu như ai muốn giúp thì ba cũng nói không, ba còn làm được để cho ba làm. Thành ra để mà chiều ý ba cho nhà cửa vui vẻ á thì tụi em để cho ba làm theo ý ba luôn. Cái chỗ nào ba cần phụ thì tụi em mới phụ một chút. Còn bình thường là cứ để cho ba làm thoải mái. Đôi khi vận động một chút mà người cũng khỏe đó ông bà cô chú. Sau khi mà trồng xong xuôi hết á thì bây giờ ba chồng em mới quay ra bắt đầu làm luống cho khoai tây nè. Hai qua đi chân hả? 7.2. Ồ. Khá to đi rồi. Đi đi đi, 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 đi,
Xéo ta xiển thiên rưu bảnh vậy đi chân. Đã xưa gió hành đô đi phan mấy đi chân mà. Bỏ bé cưa là sao ngủ mấy đi chân. À sẽ nói là bữa nay Đài Loan đang động đất. Hỏi là bạn em ở bên Đài Loan rồi có bị gì không? Thì em nói là Đài Loan bị thì cũng tùy chỗ chứ đâu phải chỗ nào cũng bị đâu. Cũng giống như bữa trước Nhật Bản cũng có động đất, nhưng mà mấy chỗ của anh họ đồ này kia làm bên đó thì đều không có sao. Nên là cũng tùy chỗ. Mà sẽ kêu là động đất 7 chấm mấy á, lớn lắm luôn. Về tới cả nhà mà ở trên thành phố muốn ăn rau dại đi hái cũng rất là bất tiện, mà anh hai thì rất là thích ăn rau dại luôn, cho nên là tụi em mới dẫn nhau đi lên cái rừng này. Còn là cây không, ở trong đây thì rau dại mọc rất là tốt luôn, tụi em sẽ hái thật nhiều để dành đủ ăn 2-3 bữa luôn nha. Xin cho sao biên ha. Bự quá trời bự luôn. Thả đi sao thả. Ra bụng anh này rất là tốt luôn. Ui gấp bự. Đâu anh thấy này đón chồng dao là họ chứ đâu mà. Ui, bỏ qua nè. Bỏ qua đâu tha được cân xíu họ nè. Wow. Ra bụng của anh là đã quá trời đã luôn. Cái gốc cây bồ của ông anh mà nó bự nè, như cái bàn tay em luôn, đã đi nhổ mà ham luôn ông bà cô chú ơi.
Rồi bồ rễ nó là chỗ u. Thôi chưa? Ừ. Sườn hấu xong hả? Khu má sai chưa bên gì ta? Chưa giờ chỉ có ta. Đây, chưa ta. Chưa ta mà. Lì Phan chơi chơi lì rồi hả? Lì biếu mà xáo thôi. 没带那么多根儿，带根儿的还多。带的好，掉了都是根儿，知道吗？我把那根儿我都不管。你掉好可惜的，下次就留给我啊。你这你的耶。嗯？你挖东西。 就是拿个弄吧，拿个缸啊，就给我，我就怎么要？你吃的根儿啊？那怎么要？怎么要？大头就喜欢，就个缸啊。这天牛。对对对。啊，根儿牛啊，牛啊牛的。对对。我就捡，有人就接我，就把这个根的挖上来给他们卖。但是。那是哪卖？那那养多少？那起码上个卖不？就边家庭小好上也挺好嘛哈。那这挺大。 挖的干什么？挖几个大？后来没人地，比较大了。就来那边了，肯定没人来那边挖，所以也晒在那边很好了。去那边远。对。真真大的，这那嘛看。那是年头不过了。这年头。那他不定了。他说年头不过了。家里那边长沙挖着挖着没长大。难怪不定，对身体好。嗯。啊。是。 我妈这婆婆这个什么菜，你这话，恁啥？行着，为什么吃这个？喝这玩意？嗯。有些玩意啥的，有些也不用啥的。这玩意没啥解毒办法，这玩意。那早点来这整个装新的，不就完？晒干了，这婆婆定晒干了。这个跟回去三天都不吃完。那是也没多少。那还是你能吃。 长，瘦身，瘦身长啊，瘦身不长。哈哈哈哈哈。来，我就吃啊，好一个好菜。嗯哼。你那么多人，加上去买点菜哈。你老妹儿，妹儿。 嗯，那不能包饺。嗯，吃饭吧。晚上就安葬了。嗯，那这个给你来。我这大姐好吃，小姐。对对对，给你吃。把这个送给你。不是嘛？这西瓜好吃啊，还是？这些好吃，这些没过时，没过劲。 新鲜。这老姨跟二姨带回来，他们都乐坏了。那不乐坏啥？那不乐坏啥？小猴儿。老姨就这样。
Là gì chứ nha. Mày Mama mày mày. Bao. Đúng rồi. Đến đâu rồi? Bao giờ? Nào, giờ nghỉ nó hay đó. Chứ gì cũng cái chuyện thôi à. Chứ không thôi. Chứ không chứ cái gì. Có gì nó cũng thế. Tôi cũng vậy chứ. Chứ không. Vậy là video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã yêu thương và xem hết video của em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo vào ngày mai.